Bây giờ mình chỉ cần viết tên bạn ấy lên nữa thôi. Chiếc bánh đặc biệt của Yola dành cho Charlie. Vào đi. Bạn cùng phòng không cần gõ cửa đâu. Lala, xem mình làm cái gì nè. Cô bưng liền. Em muốn cho tôi xem cái gì hả? Em không có. Tránh ra xem nào. Em chỉ làm một cái bánh. Đây nè. Em định viết cái gì lên đây hả? Có viết gì đâu ạ. Em chỉ trang trí nó một chút thôi mà. Có vết tích của chứng cứ đây nè. Em đang làm bánh cho ai hả? Đâu có ai đâu cô. Em chỉ tập làm bánh thôi mà. Em nghĩ là tôi sẽ tin em sao? Được rồi. Bởi vì em đã thủ tiêu chứng cứ nên tôi sẽ đem cái bánh này đi. Cái gì chứ? Đừng mà cô bưng lên. Mà dù cho tôi không có chứng cứ, em cũng biết là chuyện gì xảy ra nếu tôi nghi ngờ. Sẽ bị nhận thẻ vàng á. Nhìn đi, em có thể mong đợi hình phạt thú vị này. Mất lò nướng thì tệ thiệt đấy. Nhưng cái lũ này thì còn đáng ghét hơn nữa. Yola, nghe nói bạn bị phạt 12 tiếng giám sát. Chắc là bạn khó chịu lắm ha. Bạn mới làm cho mình khó chịu đó. Dù sao cũng cảm ơn nhé. Cảm ơn cái gì? Bởi vì chim mặt nạ đang bận giám sát bạn hết cả rồi. Nên mình sẽ tặng quà cho Charlie bây giờ đây. Cái gì chứ? Hẹn gặp lại. Mình không thể cứ ngồi đây trong khi Ruby tặng quà cho Charlie được. Tại sao các ngươi trung thành với cô bưng liền quá vậy? Giám sát kỹ, giám sát kỹ. Được rồi, các ngươi buộc ta phải làm vậy. Đứng lại đó, đứng lại đó. Không, hãy tránh xa ta ra. Người đã bị bao vây, người đã bị bao vây. Các ngươi nghĩ vậy thật sao? Ôi, mắt của ta, mắt của ta. Trời đã, chúng ta làm gì có mắt đâu. Chúng ta vẫn ổn mà. Mình thoát khỏi rồi. Thằng kia, đó gì? Hợp thể biến hình. Biến hình, biến hình. Cái gì vậy trời? Mình biết phải làm sao rồi. Biến mất rồi. Đây nè, ta ở đây. Nó trốn kìa, nó đang trốn. Bắt nó, bắt nó. Chính là lúc này. Xin lỗi nha, đây là cách duy nhất để ta không bị bắt. Cái gì nữa vậy? Ta giận rồi đó. Thật sự điên lên rồi đây. Phượng hoàng lửa, phượng hoàng lửa đây. Nè, có biết vậy là nguy hiểm lắm không hả? Được thôi, giờ thì ngươi không yếu ớt nữa. Xử nó thôi nào. Cảm ơn nhiều nha, ta có thể nướng một cái bánh thật to cho Charlie là nhờ các ngươi đó, phượng hoàng lửa. Nóng quá, lấy lửa ra đi, lấy lửa ra đi mà.